Nhà Tù Sơn La từng được coi là một địa ngục trần gian được xây dựng trên mảnh đất quê hương tôi, nơi đã từng giam giữ đày ải những con người cộng sản yêu nước. Cho đến ngày nay, nó vẫn đứng nơi đó như một minh chứng cho tội ác của thực dân Pháp. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom's ours to take. So take my hand, join the army of the shadows.